Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S-Channel, mình là Hải Triều. Và như các bạn đã biết thì năm nay Bphone đã quay trở lại với rất nhiều thay đổi tích cực. Thiết kế tốt, màn hình tốt, hiệu năng ổn, còn giá thì có lẽ các bạn cũng biết rồi. Và có lẽ trong những cái thay đổi đó thì chúng ta không thể không kể đến BOS. Và đã có khá là nhiều ý kiến về việc BOS học hỏi của iOS. Vậy thì hôm nay trong video này thì chúng ta hãy cùng so sánh về giao diện giữa BOS và iOS nhé. Đầu tiên là về thanh thông báo thì ở trên Bphone với cái hiệu ứng blur thì nó đã trở nên tinh tế hơn, đơn giản hơn. Còn ở trên iOS thì nó lại khá là rối. Và đặc biệt là ở trên Bphone các bạn sẽ có một cái nút nhanh để tắt toàn bộ thông báo. Còn về phía iOS thì các bạn sẽ phải tắt từng cái thông báo một, nó khá là mất công. Control Center của hai máy khi mà vút lên thì lại rất là thích mắt. Và các bạn sẽ vẫn có những cái nút tắt bật nhanh như là tắt Wi-Fi này, hay là chế độ máy bay này, vân vân. Và điều mà mình thích ở cái Control Center của Bphone đó chính là nó sẽ có một cái nút nhanh tên là riêng tư. Và các bạn có thể biến chiếc điện thoại của các bạn thành một cái chiếc Bphone hoàn toàn mới. Cái này thì nó vẫn sẽ giữ nguyên từ đời Bphone 1 thôi, nên là có lẽ cũng không có quá nhiều bất ngờ. Ở trên Bphone 2017 thì BKV đã quan tâm tới trải nghiệm của người dùng nhiều hơn. Đúng như lời bác quản nói thì ngoài tính năng riêng tư ra thì còn có cả những cái nút tắt khá là hay ho. Ví dụ như là nút đổi hình nền. Các bạn có thể thấy là nếu như mà các bạn bấm vào thì đó, hình nền của các bạn đã được thay đổi. Một điểm nhấn nữa trên BOS chính là trình duyệt chim lạc. Không còn là Bchrome nữa mà giờ đây trình duyệt do BKV phát triển đã có một cái tên đầy chất là Việt Nam, đó chính là chim lạc. Ở trình duyệt này thì nó đã có một chút cái thay đổi so với cả Bchrome. Đó chính là BKV họ đã bỏ đi cái chế độ ban đêm. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây là điều tốt vì nếu như ở trên Bphone 1 chế độ ban đêm chỉ dùng được ở Bchrome, thì với Bphone 2017 thì các bạn có thể dùng nó mọi lúc mọi nơi. Và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó ở trên cái Control Center này, đó. Tiếp tục nói về phần màn hình thì khá khen cho BOS là nó được làm rất là đẹp. Đi cùng với cả hiệu ứng blur thì nó đã trở nên chất hơn rất là nhiều. Các ứng dụng được làm đồng bộ và nhìn tổng thể hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà so với cả iOS thì thực sự nó vẫn chưa thể chạm tới được cái mức hoàn hảo. Và nếu như mà các bạn để ý thì vẫn còn đó những cái ứng dụng được gọt giũa chưa cẩn thận. Ví dụ như ở đây thì mình có ứng dụng Instagram và Smart Hit. Giữa một rừng các ứng dụng rất là tinh tế thì lại lòi ra hai cái khung trắng ở đây và nhìn nó không được đồng bộ cho lắm. Nếu như mà đá sang iOS thì tất cả các ứng dụng của họ 100% đều được trau chuốt rất là tỉ mỉ. Về phần giao diện của camera thì nếu như ở trên mình đã nói về độ đơn giản, tinh tế của màn hình bao nhiêu thì về giao diện camera nó lại phức tạp bấy nhiêu. Những biểu tượng ở phần bên trên được làm không đồng bộ và cảm giác như là nó đang tuột ra ngoài màn hình ấy. Và nhìn thì nó rất là khó chịu. Sẽ thử cho các bạn qua một vài cái ứng dụng mà chúng ta thường là sử dụng hàng ngày. Thì ở đây mình có là điện thoại này, tin nhắn này, trình duyệt này, đồng hồ, Facebook và Instagram. Thì qua cái bài kiểm tra này thì mình muốn xem là liệu rằng BOS nó có đáp ứng được những cái tác vụ mà các bạn dùng hàng ngày không. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Đầu tiên là điện thoại này. Những cái ứng dụng mà các bạn dùng hàng ngày thì BOS sẽ đáp ứng được rất là tốt. Các bạn không phải lo lắng gì cả đâu. Mà cái quan trọng ở đây là mình muốn kiểm tra xem là với 3GB RAM thì BOS có giải quyết được cái vấn đề là load lại không. Đó, như các bạn có thể thấy thì chiếc Bphone chúng ta đối với những cái tác dụng hàng ngày như là gọi điện này, hay là vào trình duyệt, cũng như là vào Facebook hay là lướt web thì thực sự là nó làm rất là tốt. Ok, và sau đây chúng ta sẽ chuyển qua cái phần đa nhiệm. Thì như các bạn có thể dễ dàng nhận ra là trên chiếc điện thoại iPhone chúng ta thì iOS vẫn mang được cho chúng ta cái một cái giao diện nó rất là tinh tế và nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái phần giao diện của BOS hơn, tại vì là nó sẽ có một cái nút ở đây để các bạn có thể tắt toàn bộ ứng dụng, thay vì ở trên iOS thì chúng ta phải tắt từng cái một. Đó, nó khá là mất thời gian. Như các bạn có thể thấy thì qua cái bài test lần này thì chiếc Bphone của chúng ta với những cái tác vụ hàng ngày như là gọi điện hay là lướt web thì nó thể hiện rất là mượt mà và nó không kém gì iOS cả. Tuy nhiên thì đối với phần đa nhiệm thì mình vẫn có phần nhỉnh hơn về phía BOS, tại vì là nó sẽ có một cái nút bấm giúp mình có thể tắt hết tất cả các ứng dụng thay vì mình phải tắt từng ứng dụng như là trên iOS. Ok, nói một chút về cái màn hình khóa của cả hai giao diện này thì như các bạn có thể thấy thì chiếc Bphone của chúng ta với cái màn hình nó rất là đẹp, màu đen rất là sâu và những cái chi tiết được làm tối giản hết mức có thể. Và ở bên cạnh này chúng ta sẽ có một nút có thể mở nhanh được camera. Tuy nhiên thì mình lại không thích cái nút này cho lắm, tại vì là mình hay bị kéo trượt tay. Còn đối với iOS thì mình chỉ cần vuốt nhẹ sang bên trái là mình đã có thể mở được ứng dụng camera rồi. Và mình không bao giờ bị bấm trượt. Nếu như mà mở những cái tác vụ nhanh thì mình nghiêng về phía iOS hơn. Còn về cái sự đơn giản, cái sự tinh tế thì mình sẽ chọn BOS. Tự chung lại, BOS theo mình đánh giá thì rõ ràng năm nay họ đã quan tâm tới trải nghiệm của người dùng nhiều hơn. Tuy nhiên thì vẫn cần phải trau chuốt rất là nhiều nếu như mà họ muốn hoàn thiện. Thế còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về BOS? Hãy comment chia sẻ ý kiến bên dưới. Và nếu như mà các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của S-Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.